Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 năm Mạng. Những người sinh năm 1978 Mậu Ngọ luôn sống nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng. Họ còn mang trong mình tấm lòng độ lượng, hào phóng và sẵn sàng giúp đỡ người khác, cho nên rất được mọi người yêu trọng và quý mến. Ngay sau đây để quý vị chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bản mệnh qua các phương diện tài đạo, công danh, tình duyên. Mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những phân tích của chúng tôi sau đây. Gia chủ Mậu Ngọ năm Mạng có cung mệnh thuộc cung Khảm, trực thành, mạng thiên thượng hỏa, lửa trên trời, khắc sa trung kim, con nhà xích đế cô quạnh, xương con ngựa, tướng tinh con heo, Phật bà quan âm độ mạng. Xin được khái quát tử vi chọn đời năm Mạng Mậu Ngọ sinh năm 1978 qua bài thơ sau. Đoán xem số mệnh tuổi này, Mậu Ngọ mạng hỏa, lửa trời sáng soi, xuân hạ sinh đặng gặp thời, thông thả sung sướng, ăn nơi thanh nhàn, tiền vận, vất vả bôn ba, kể từ trung vận mới mong thanh nhàn. Anh em xa cách chẳng gần, vắng mặt thương nhớ lại gần chẳng yên, bởi vì số nghịch đắng cay, gia đình lập trễ mới là bền lâu. Nếu người tích đức thiện tâm, tu hành giải bớt oan gia nghiệp đời, trung vận chẳng đặng thành thơi, số người vận cuối giàu sang, thanh nhàn. Tổng quan, Mậu Ngọ là những người có cuộc sống sung sướng, an nhàn, đầy đủ từ khi còn nhỏ. Cuộc đời của họ luôn gặp được nhiều niềm vui và may mắn, ít đau khổ buồn phiền. Tuy nhiên đôi lúc họ vấp phải sai lầm thất bại không đáng có bởi sự chủ quan nóng nảy của bản thân. Nếu khắc phục được điều này, Mậu Ngọ sẽ là những người sớm thành đạt, có địa vị, quyền lực trong xã hội. Thời còn trẻ, những người này ham học hỏi và khám phá những điều mới mẻ. Họ ít khi dành thời gian ở nhà, luôn đi xa để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Khi trưởng thành hơn, họ dần tập trung và phát triển sự nghiệp và dành nhiều thời gian để quan tâm chăm sóc tới gia đình. Nhờ vào bản tính thật thà, tốt bụng, Mậu Ngọ được mọi người yêu mến, quý trọng. Những người này được hưởng thọ từ 80 đến 95 tuổi. Tình duyên, Mậu Ngọ là những trái tim giàu tình cảm, chân thành và thật thà. Khi yêu, họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để đem lại niềm vui cho đối phương. Thế nhưng trong tình yêu, sự chân thành xuất phát từ một bên thì chưa đủ. Nó cần phải có sự đồng điệu, hòa quyện giữa hai tâm hồn. Tuổi Mậu Ngọ thường gặp phải sai lầm trong việc tìm kiếm lựa chọn cho mình một người thích hợp. Bởi vậy, những đổ vỡ trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi. Tình đầu dù rất đẹp, rất lãng mạn, nhưng nó cũng sẽ trở thành ký ức đã qua. Mậu Ngọ sẽ nhanh chóng tìm kiếm được cho mình một mảnh ghép phù hợp, ăn ý và xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 2, 3, 9 âm lịch, có phần kém may mắn về tình duyên. Phải trải qua nhiều mối tình, họ mới có thể tìm kiếm được cho mình một người bạn đời thực sự dành cho mình. Người này cần phải biết lắng nghe, chia sẻ và nhường nhịn nhiều hơn để xây dựng được một mối tình lâu dài, trọn vẹn. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào các tháng 4, 6, 7, 8, 10, 11 âm lịch. Khi yêu, tình duyên của bạn thường gặp nhiều khó khăn trắc trở và không được như ý. Nhưng sau khi kết hôn, tình duyên lại gặp được nhiều may mắn, thuận lợi, vợ chồng hòa thuận, thủy chung và hết lòng yêu thương nhau. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào các tháng 1, 5, 12 âm lịch có đường tình duyên vô cùng thuận lợi, sớm tìm được ý chung nhân của cuộc đời, đôi lứa yêu nhau say đắm, hạnh phúc và không có bất kỳ một lý do nào để tách rời. Gia đạo công danh. Nhờ bản tính lương thiện tốt bụng, tuổi Mậu Ngọ thường gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, gia đạo hòa hợp, yên ấm, anh em trên dưới hòa thuận, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Dù có những lúc xảy ra bất đồng, mâu thuẫn nhỏ nhưng không ảnh hưởng gì đến tình cảm gia đình, mọi người đều sẵn sàng bỏ qua, tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Công danh sự nghiệp có nhiều thăng trầm, lúc lên cao như diều gặp gió, lúc trải qua nhiều khó khăn gian khổ. Khi làm việc, tuổi Mậu Ngọ thường có thói quen nóng vội, hấp tấp, chưa suy nghĩ kỹ càng đã vội vàng quyết định theo trực giác. Điều đó đôi lúc khiến họ mắc phải nhiều sai lầm không đáng có. Càng trưởng thành, những người này càng hoàn thiện được bản thân mình hơn. Mậu Ngọ sẽ xây dựng được sự nghiệp vững chắc thành công ở độ tuổi 40 trở đi. Tuổi hợp làm ăn, Mậu Ngọ nên chọn những người tuổi Đinh Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Mão và Ất Sửu
để hợp tác làm ăn, đó là những đối tác làm ăn giúp Mậu Ngọ có thể phát triển được sự nghiệp của mình. Ngoài ra, để công việc làm ăn được phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn, Mậu Ngọ nên sử dụng pháp khí chiêu tài, đón lộc trong phong thủy. Đó là vòng tam hợp dần ngọ tuất, vòng được thiết kế dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não, mang lại sự sang trọng cho người sử dụng. Hơn nữa, trên ba viên mã não này còn khắc hình ba linh vật dần, ngọ, tuất, giúp quy tụ năng lượng tăng hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo, giúp vận trình cuộc sống và công việc luôn được thuận lợi, hanh thông. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn, bình an và trở thành một vòng phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình. Lựa chọn vợ chồng. Kết hôn với tuổi Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Đinh Mão, Ất Sửu, vợ chồng hòa thuận, yêu thương sâu sắc, thấu hiểu lẫn nhau. Kết hôn với những tuổi trên, năm mạng Mậu Ngọ không những lấy được người vợ đảm đang trung thủy mà còn có thêm được một trợ thủ đắc lực trong công việc. Kết hôn với tuổi Bính Thìn, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Nhâm Tuất, cuộc sống ổn định đầy đủ, không dư giả nhưng cũng không phải chịu cảnh khó khăn thiếu thốn. Kết hôn với các tuổi Quý Dậu, Tân Dậu, Ất Mão, mối quan hệ vợ chồng khăng khít, trung thủy cũng khó tránh khỏi những mâu thuẫn cãi vã. Năm mạng tuổi Mậu Ngọ cần phải biết nhường nhịn, lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn nữa với người bạn đời của mình. Trong cuộc đời, ở độ tuổi 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi, Mậu Ngọ có vận mệnh kém may mắn, vì vậy những người này không nên tiến hành công việc quan trọng, hỏi ăn, cưới xin trong những thời gian đó. Những người sinh vào các tháng 1, 3, 4, 6, 7 và 10 âm lịch có số đào hoa, đời sống tình cảm phong phú. Nhờ vào sự năng động hài hước của mình, tuổi Mậu Ngọ sinh những tháng kể trên được rất nhiều người yêu quý và theo đuổi. Tuổi Đại Kỵ, để công việc làm ăn, tình duyên diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn, thì người tuổi Mậu Ngọ nên tránh những tuổi xung khắc với mình, đó là những tuổi Quý Dậu và Tân Dậu. Nếu đã kết hôn với những tuổi Đại Kỵ thì bạn cũng không nên quá lo lắng, bởi thực tế, duyên do trời định, phận do người tạo, số phận và vận mệnh của mình là do mỗi người chúng ta, do chính thái độ của chính bản thân mình quyết định. Năm khó khăn nhất, vào những năm 25 và 37 tuổi, tài lộc của Mậu Ngọ có phần kém may mắn, bởi vậy cần phải cẩn trọng hơn trong công việc làm ăn, kinh doanh, không nên chủ quan với những phát sinh nhỏ, nếu không sẽ gặp phải khó khăn khủng hoảng lớn. Để vận trình hôm nay và ngày mai sau luôn được tốt đẹp, giảm thiểu xui xẻo và vận đen đeo bám, năm mạng Mậu Ngọ sinh năm 1978 nên trợ thân cho mình bằng pháp bảo của nhà Phật mang tên Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 chính là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn. Bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp, vô quan, tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây chính là biểu tượng cho quý nhân, sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng, gia trì công đức. Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên, địa, nhân. Vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umanipat Mehom là công nguyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an, may mắn và cát lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn, nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế hình ảnh của đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát, mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ và thuần khiết và trong sáng. Sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ.
Đặc biệt, để phát huy được công năng tối đa tốt nhất, bát nhã tâm kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú và trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý vị gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, mọi chuyện xấu sẽ tự lánh xa. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Tiến hành công việc vào giờ lẻ, ngày chẵn và tháng lẻ sẽ mang lại nhiều may mắn thuận lợi cho năm mạng tuổi Mậu Ngọ. Dù có gặp bất kỳ khó khăn nào thì cũng đều được giải quyết, được quý nhân phù trợ. Diễn biến từng năm. Từ năm 25 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 25 tuổi tình duyên kém may mắn, gặp phải nhiều chuyện buồn đau lòng, buồn bã. Tuổi 26 cần chú ý những vấn đề về sức khỏe, không nên chủ quan, nếu không sẽ gây ra nhiều biến chứng về sau. Từ 27 đến 30 tuổi, công việc ổn định, tình duyên thuận lợi, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, cần đề phòng mất mát tài sản, bị kẻ xấu lợi dụng. Từ 31 tuổi đến năm 35 tuổi, năm mạng Mậu Ngọ, vận mệnh kém may mắn, bởi vậy nên hạn chế đi lại đường xa. 32 đến 33 tuổi, cuộc sống được như ý muốn, công việc ổn định, gia đình hòa thuận. Năm 34 và 35 tuổi, tài lộc dồi dào hơn, sự nghiệp ngày càng thăng tiến và phát triển. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, đây chính là khoảng thời gian tươi đẹp và may mắn nhất trong cuộc đời năm mạng tuổi Mậu Ngọ. Làm việc gì cũng đạt được kết quả như ý muốn, gia đình cuộc sống có nhiều niềm vui. Nếu có dự định hay kế hoạch lớn trong công việc thì bạn nên tiến hành trong độ tuổi này, chắc chắn sẽ đạt được thành công ngoài mong đợi. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, ở độ tuổi này, cuộc sống của Mậu Ngọ có nhiều biến động, sự nghiệp đã dần đi vào ổn định nhưng đường tình duyên lại không được như ý muốn. Mối quan hệ vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn, xung đột và đó là điều không thể tránh được trong hôn nhân. Tuy nhiên, năm mạng tuổi Mậu Ngọ nên biết cách kiềm chế sự nóng nảy của mình, nếu không về sau sẽ phải hối hận. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, khoảng thời gian này làm gì cũng phải thận trọng, không nên quá tin tưởng vào người khác, nếu không sẽ bị lừa gạt, lợi dụng, thiệt hại về tài sản. Đời sống tình cảm phong phú, vợ chồng son sắt thủy chung và yêu thương nhau. Từ 51 tuổi đến 55 tuổi, tài lộc dồi dào, sự nghiệp vững mạnh, ổn định, không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Tuy nhiên giai đoạn này cần phải có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, quan tâm và chăm sóc sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, những khó khăn gian nan của tuổi trẻ đã đi qua. Đây chính là khoảng thời gian năm mạng Mậu Ngọ có thể hưởng thành quả lao động của mình. Gia đình có nhiều niềm vui, con cháu đông vui, sum vầy. Thưa quý vị, tử vi chọn đời luôn được mọi người quan tâm bởi việc phân tích và đánh giá tử vi sẽ có thể dự đoán được những biến chuyển trong cuộc đời đúng đến 90%. Hy vọng tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 chúng ta đã có được những thông tin hữu ích về vận trình và số phận của đời mình. Nếu quý vị gia chủ muốn nghe thêm các chủ đề liên quan thì hãy đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát để chúng ta có thêm thật nhiều những thông tin hữu ích quý vị nhé. Chúc quý vị an khang, thịnh vượng, vạn sự an nhiên.